Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh bao nướng nhân trứng sữa. Về nguyên liệu ở đây thì mình sẽ có là 500g bột bánh bao. Thì bột bánh bao thì mình sẽ để cái hình ảnh hiệu bột mà mình dùng, mình sẽ để trên màn hình nha. Các bạn dùng hiệu bột nào cũng được hết, các bạn dùng quen loại nào thì các bạn dùng loại đó. Thì một bịch bột của mình là tới 1 kg lận, nhưng mà mình chỉ dùng là phân nửa thôi, là 500g bột bánh bao. Thì trong gói bột đó thì nó sẽ có một gói men. Thì do mình dùng 500g bột thì mình sẽ dùng nửa gói men. Sữa tươi thì mình sẽ dùng là 270g sữa tươi không đường. Thì do trong bột này người ta đã có đường sẵn rồi, do đó là mình sẽ dùng sữa tươi không đường nha các bạn. Sữa này thì các bạn để ở ngoài, nếu như các bạn để trong tủ lạnh thì để ngoài cho nó hết lạnh nha, để lại nhiệt độ phòng. Hoặc các bạn có thể là hâm cho nó ấm lại. Nhớ là ấm nhẹ thôi nha, đôi khi mà các bạn làm nóng quá mình cho men và nó cũng chết. Tùy theo từng hãng bột mà sẽ lượng sữa tươi nó sẽ khác nhau nha các bạn. Các bạn dùng nước lạnh cũng được, nhưng mà mình dùng sữa tươi thì mình làm bánh nó sẽ ngon hơn. Thì với loại bột này của mình thì mình sẽ dùng 270g. Các bạn có thể là tham khảo theo từng hãng bột cái lượng nước. Nhưng mà các bạn chú ý thì do bánh này là bánh nướng, thí dụ như công thức người ta nói là 250g nước, thì các bạn có thể là dùng nhiều hơn chút, tại vì do nướng thì nó sẽ dễ bị khô hơn. Tại vì bột bánh bao thì chuyên dùng để hấp, do đó là mình không có sợ khô. Nhưng mà khi mình làm món nướng thì mình nên cho thêm tí nước vào để tránh cho cái bánh nó bị khô. Các bạn chú ý điều này nha. Hôm nay nhồi bột thì mình sẽ dùng máy để nhồi nha. Không có máy thì các bạn nhồi tay cũng được. Mình cho sữa vào. Mình cho men vào, trộn đều lên. Cho bột vào. Rồi mình sẽ trộn sơ nó nha, rồi mình mới cho vào máy mình nhồi. Bột bánh bao thì trong đây người ta có trộn đường nè, rồi sữa bột này kia đủ thứ hết, do đó là bánh nó rất là mềm, nó thơm. Với mình làm bánh nó cũng nhanh nữa, mình khỏi cần pha bột. Nếu như ở nhà tự làm thì nó phải nhiều thứ lắm, nào là bột mì rồi sữa bột, nhiều thứ nó sẽ cầu kỳ hơn. Còn mình dùng bột bánh bao nó nhanh gọn hơn. Máy của mình gồm 7 tốc độ và mình sẽ nhồi ở số 4 nha. Mình nhồi được khoảng 10 phút rồi nè các bạn. Thì các bạn nhồi khoảng 5 phút, các bạn cho máy nghỉ khoảng 1-2 phút nha. Tại đôi khi mà nhồi liên tục quá, đôi khi nóng máy nó hư. Rồi giờ mình sẽ lấy bột ra nha. Mình sẽ đậy bột lại mình ủ nha. Nếu như mà trời nóng thì khoảng 45 phút là nó nổi rồi. Còn nếu như trời lạnh thì phải lâu hơn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm phần nhân trứng sữa. Ở đây mình có là 300g sữa tươi không đường. 300g hoặc là 300ml đều được hết nha các bạn. 30g bơ lạc, 2 quả trứng gà, 20g bột bắp, hoặc các bạn có thể thay thế bằng bột mì đa dụng cũng được. 30g đường, và mình để ở đây thêm 1/4 muỗng cà phê muối nữa. Và vani. Vani thì các bạn dùng dạng bột hoặc là dạng nước đều được hết nha. Mình cho tất cả nguyên liệu vào. Bơ thì mình cho sao nha. Vani mình cũng cho sao luôn, mình cho bột bắp vào. Đường, muối. Cái bột bắp nó dễ tan ở trong nước hơn. Còn nếu như các bạn dùng bột mì thì các bạn nhớ lược lại cho nó mịn nha. Mình khuấy cho nó đều như thế này. Nếu như kỹ thì các bạn có thể là lược lại. Mình sẽ để lửa vừa nha, mình khuấy liên tục. Sữa nó bắt đầu ấm lên rồi, mình cho bơ vào luôn nha.
nó sánh lại nè các bạn, vậy là nó chín rồi nè. Rồi mình tắt bếp nha, mình cho gói bột vani vào, rồi mình trộn đều lên. Mình sẽ cho nó vào một cái tô nhỏ nha, hoặc cái chén cho nó gọn lại, rồi mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Mình lấy miếng bột thực phẩm mình để lại như thế này nè, để cho nó đừng có bị khô mặt ấy. Rồi các bạn cho vào ngăn mát cho nó nhanh lạnh, cho nó nhanh nguội, đặng cho nó đặc lại. Bột mình đã ủ được 45 phút rồi nè các bạn. Nó nổi lên như thế này. Mình sẽ nhồi sơ lại nha, cho nó ra bớt cái hơi á. Mình sẽ dùng một ít bột bắp, hoặc các bạn dùng bột mì cũng được, hoặc là múc cái bột bánh bao nãy chừa lại để làm bột áo. Bột bắp nó mịn, mình làm bột áo cũng được. Bây giờ bột này thì mình sẽ chia làm 8 phần. Mỗi một viên bột là khoảng 90g nha các bạn. Mình lót ít bột áo. Rồi mình sẽ kén nó ra. Các bạn lấy miếng bột thực phẩm mình đậy bột lên nha, để nó bị khô. Nhân mình đã để cho nó nguội rồi nè. Rồi mình sẽ múc. Các bạn chia đều ra làm 8 phần nha. Rồi mình túm nó lại thôi. Cái bánh này á, ngoài nướng thì các bạn có thể mình hấp cũng được nha. Bạn nào có lò nướng thì mình nướng. Mỗi một cái nó sẽ có cái hương vị nó khác nhau. À, mình có cái giấy này mình lót, mình sửa sửa lại cho nó tròn. Nếu như không có lò nướng thì các bạn có thể mình rán ở trên chảo cũng được. Mình để lửa nhỏ, thật là nhỏ trên chảo chống dính, rồi mình rán. Không có cái giấy này thì các bạn dùng giấy nến, giấy nướng bánh, các bạn cắt nhỏ ra. Trong lúc các bạn tạo hình bánh thì các bạn bật lò nướng cho mình là 180 độ C nha. Trong khoảng là 10-15 phút cho lò nó nóng. Rồi bây giờ mình sẽ cho bánh vào lò. Bật hai lửa nha các bạn. Mình để vô ngăn giữa nha. Bánh mình nướng được 20 phút rồi nè các bạn. Mình thấy được rồi nè. Nó sẽ hơi rám vàng như thế này nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Ở đây thì mình sẽ có là một quả trứng gà mình đánh lên. Các bạn cho vào đây nửa muỗng canh nước lọc, hoặc là nửa muỗng canh sữa tươi không đường nha. Mình đánh đều lên, mình quét lên. Vừa lấy bánh ra là mình quét liền nha, không cần phải để cho nguội nha các bạn. Rồi mình nướng tiếp tục á. Các bạn rắc mè lên, mè đen hoặc là mè trắng đều được hết nha. Các bạn quét xong rồi các bạn rắc lên liền nha. Cái này mình làm hơi trễ, nó bị ráo lại. Mình nhiều quét mình rắc lên liền, nó dễ dính hơn. Rồi mình sẽ cho vào lò nướng tiếp tục nha, vẫn giữ nguyên nhiệt độ như thế. Các bạn nướng đến khi nào mà nó vàng ưng ý là được. Mình nướng thêm được 10 phút rồi nè các bạn. Đó, mình thấy nó vàng ưng ý rồi, mình sẽ lấy ra nha. Mình sẽ để cho bánh này nó hơi nguội một chút nha các bạn. Khi mà bánh nó sẽ hơi ấm là nó sẽ mềm lại nha các bạn, chứ không phải là nó giòn nha. Nó sẽ có một cái độ mềm của nó như thế này. Giờ mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem.
Cái này ngoài nhân trứng sữa các bạn dùng nhân mứt cũng được. Các loại mứt thơm, mứt nho người ta bán trong siêu thị rất là nhiều á. Ồ, cái nhân này các bạn rất là ngon ha. Mình sẽ ăn thử nha. Bánh mềm ngon, phần nhân cũng rất là thơm nữa. Với lại cái công thức nhân này của mình á, nó sẽ không có quá ngọt nha các bạn. Nếu như bạn nào ăn ngọt thì thêm đường lên nha. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh.